một người đàn ông Úc khi đang đi dạo trong rừng liền phát hiện ra một con vật kỳ lạ. Con vật này khá nhỏ, màu hồng xinh xinh và trên người đầy lông tơ trắng. Nhìn vẻ ngoài con vật này rất kỳ lạ, không giống bất kỳ con vật nào từng nhìn thấy trước đây. Ông cảm thấy vô cùng thích thú, liền mang về nhà nuôi. Tuy nhiên vài hôm sau, ông mới phát hiện ra rằng đây là một loài thỏ vô cùng quý hiếm ở Úc. Bởi nó vô cùng quý hiếm nên rất ít người có cơ hội được nhìn thấy. Đặc biệt, con vật nhỏ này mới ra đời nên ngoại hình còn khá kỳ lạ. Con vật có nguy cơ tuyệt chủng này rất cần được bảo vệ. Đặc biệt, những con thỏ nhỏ này không nên bị đụng chạm nhiều bởi cơ thể chúng còn non yếu, rất dễ bị thương và nhiễm trùng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích hãy like và share và đừng quên bấm đăng ký để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.